Chào mọi người, mình là Thảo từ Đồng Hồ Hải Triều. Thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá một cái mẫu đồng hồ Tissot Lilac, hay còn gọi là Tissot Liloco. Mình sẽ tiến hành mở hộp nha. Đây là phiếu bảo hành của Hải Triều và phiếu bảo hành của Tissot. Trên tay Thảo là cái cuốn catalog sản phẩm của Tissot. Mọi người có thể tham khảo nó để tìm những thông tin mình cần biết về mẫu đồng hồ của mình. Còn đây là sách câu chuyện của công ty. Nó là một cái ấn bản về lịch sử của Tissot luôn. Khá là hay. Tiếng Anh nha. Rồi. Đây. Bên trong của hộp này là một con đồng hồ Tissot Liloco. Phiên bản máy của nó là máy Powermatic 80. Đây. Tiếp theo bên trong cái hộp này là sách hướng dẫn sử dụng. Nó được đặt ở đây. Đây. Mọi người có thể theo dõi cuốn sổ này, sách này để mình biết được cách sử dụng và điều chỉnh của cái mẫu đồng hồ mình đang sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ khám phá xem trên cái mẫu đồng hồ này nó có cái gì hấp dẫn. Thì trước tiên là Thảo sẽ mở cái niêm phong và bọc của nó ra nha. Đây là mẫu đồng hồ Tissot Liloco có mã là T006.407.36.388.00. Thì nó là cái mẫu đồng hồ có thể gọi là unisex dành cho nam và nữ luôn. Giá của nó là 18.830.000. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có thể thấy được đây là một mẫu đồng hồ có mặt không lớn lắm. Và cái chất liệu là mặt số của nó là xà cừ màu nâu ánh đỏ. Và có lẽ là có ánh xanh luôn. Thì nhờ những cái hai cái đặc điểm mà Thảo nói vừa nãy là cái mặt số không quá lớn và mặt số được là mặt xà cừ, thì mẫu đồng hồ này rất là phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Nó rất là sang trọng và thời trang nữa. Cái đặc điểm đặc trưng của dòng Liloco là số La Mã, thể hiện bản chất cổ điển của tên gọi này. À, nói thêm một xíu là cái Liloco này là cái địa chỉ của nhà sản xuất Tissot. Họ dùng cái địa chỉ đó để kỷ niệm những cái lịch sử của mình và đặt ra một cái dòng đồng hồ rất là lớn này luôn. Thì đặc trưng của nó là đều là automatic và máy cơ hết. Để có thể hiểu rõ hơn về những cái điều thú vị và đặc sắc của mẫu đồng hồ này, chúng ta sẽ đi từ từng bộ phận cụ thể. Như Thảo nói hồi nãy thì đây là một mẫu đồng hồ có mặt xà cừ. Nó được làm từ xà cừ thiên nhiên, người ta lấy cái vỏ như con ốc á, tách cái lớp xà cừ ra rồi ép đúc lại thành cái mặt số này. Thì nó là một vẻ đẹp thật sự là thiên nhiên và nó không bao giờ trùng lặp hết. Những cái ánh vân của nó, ánh sáng phát sáng sẽ không bao giờ trùng lặp. Tiếp theo là một cái dòng đặc trưng cho cổ điển của Tissot. Thì các số của nó được thể hiện bằng số La Mã ở 4 góc: 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Song song với đó là dán kim hình chiếc lá, kim lít ấy. Một cái đặc điểm khác tạo nên cái độ thanh lịch là đồng hồ không quá dày. Theo số đo do nhà sản xuất công bố thì độ dày của nó là 9,8mm, thuộc dạng mỏng của những chiếc đồng hồ cơ automatic phổ biến trên thị trường hiện nay. Nấm chỉnh của nó cũng được làm dẹp để không gây vướng víu và có thể phù hợp với lại cái vẻ thanh lịch chung. Đây, đây. Mọi người có thể thấy ở cái nắp đáy của nó không có giống như là những mẫu đồng hồ triển lãm máy phía sau khác là triển lãm toàn bộ. Cái dòng Tissot Liloco này nó chỉ hiển thị ở trên và dưới, hai chia ra hai phần. Những cái phần quan trọng nhất có thể thấy được rất là rõ ràng, từ cái việc hoạt động của bánh đà cho tới cái bánh lắc đeo dao động. Chúng ta cũng có thể thấy được cái đặc trưng trang trí trên bánh đà của Tissot ở đây. Thì cái này là một cái đặc điểm rất là đặc biệt để chúng ta có thể
phân loại được hàng thật với lại hàng giả bình thường. Đặc trưng của cái dây đồng hồ này, nó được làm bằng da thật, dập phân cá sấu. Vẻ ngoài của nó được nổi bật bởi cái lớp phủ bóng, thì mọi người có thể thấy nó rất là bóng luôn. Vân cá sấu đây là vân vuông, gợi cái vẻ sang trọng. Còn cái khóa đi kèm của nó là khóa gấp, chống hư. Thì nhờ những cái khóa này á, mọi người có thể cố định được cái nấc gài của mình và không phải tháo mở thường xuyên, dễ làm hư dây. Từ đó nó làm tăng cái tuổi thọ của dây hơn nữa. Cái cuối cùng trong cái phần trình bày của đồng hồ đó là lớp mạ vàng, là một thương hiệu danh tiếng và rất là lớn hàng nhất nhì trên thế giới. Tissot mang đến cho mẫu đồng hồ của mình công nghệ phủ PVD vàng. Thì cái lớp màu vàng này nó bám rất là chắc, gần như là không phai trong một vài năm sử dụng, và khoảng chừng 4-5 năm sau đó thì đồng hồ có thể cũng chưa phai đâu, mọi người có thể an tâm. Màu vàng này là màu vàng hồng rose gold 18K nha. Nó rất là sang trọng luôn. Thì trong những cái mẫu đồng hồ vàng theo tiêu chuẩn của phương Tây thì người ta chuộng cái màu vàng hồng hơn. Trong khi đó châu Á thì mình chuộng cái màu vàng vàng. Thì là một mẫu đồng, là một thương hiệu của Thụy Sĩ, thì đương nhiên là Tissot họ sẽ ưu tiên cái màu vàng hồng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khám phá những cái tính năng của đồng hồ. Trước tiên chắc chắn phải nói về cái bộ máy cơ của nó. Đây là một bộ máy cơ Automatic Powermatic 80. Cái dòng máy Powermatic 80 này đặc biệt nhất khiến nó trở nên khác biệt so với lại nhiều đồng hồ cơ tôi mình khác, đó chính là khả năng trữ clock lên đến 80 giờ, tương đương với 3,3 ngày. Thì những cái mẫu đồng hồ automatic hiện nay á, trung bình thời gian trữ clock nó chỉ khoảng 40 tiếng thôi, thì có thể nói là những cái mẫu đồng hồ này nó gấp đôi thời gian trữ clock thông thường. Những cái tính năng khác như là giờ phút giây lịch ngày thì Thảo sẽ không nói tới, nhưng mà chúng ta cần nhắc đến cái khía cạnh lên nhiệt độ công của nó. Thì mọi người giữ đến chỉnh vị trí đóng và xoay theo chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ lên dây có. Thảo đang dây có cho mỗi đồng hồ này, nó rất là nhẹ nhàng và êm tay. Đó là sự khác biệt của đồng hồ máy Thụy Sĩ so với những cái bộ máy từ nước khác. Thụy Sĩ thì họ lúc nào cũng là cao cấp hết, cao cấp cho tới cái lúc mà vặn thủ công luôn, mềm êm. Ngoài ra một cái đặc điểm khác từ cái bộ máy này đó là chức năng Hacking Second. Nó sẽ làm cho đứng thêm giây khi mà bạn rút đứng chỉnh ra vị trí chỉnh thời gian rút hai nấc. Thì điều này nó sẽ giúp cho đồng hồ điều chỉnh thời gian được chính xác hơn. Rồi, bây giờ Thảo đóng lại nha. Nó sẽ chạy kim. Đó là cái khả năng của bộ máy. Còn bây giờ mình sẽ thử xem coi mẫu đồng hồ này chịu nước được bao nhiêu. Đây, ở vị trí này của đồng hồ, chúng ta sẽ thấy được cái chỉ số chịu nước của nó là 30m. 30m, chỉ số này nó có thể đảm bảo rằng đồng hồ sẽ không bị vào nước khi mà rửa tay hoặc đi mưa nhỏ. Bạn có thể thoải mái đeo, kể cả những cái trường hợp bất ngờ như bị tạt nước không ạ, hay là bị rớt hoặc không nước chẳng hạn. Khá là an toàn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến cái độ tương thích của cái mẫu đồng hồ này với lại những người sử dụng. Đây, là một cái chiếc đồng hồ dây da và mặt được làm bằng chất liệu xà cừ rất là độc đáo. Thì mẫu đồng hồ này nó sẽ mang đến cho người sử dụng cái phong cách cổ điển và thanh lịch, nhẹ nhàng, có thể phù hợp với lại nhiều loại trang phục, đặc biệt là những cái bộ suit của nam hay là trang phục công sở của nữ. Thì có lẽ là nó phù hợp với lại nam hơn một xíu, tại vì cái kích cỡ này á, cỡ mặt là 39,3mm, nó tỏ ra phù hợp với tay nam giới người Việt hơn. Nếu mở nước ngoài thì nó có thể phù hợp với lại tay nam và nữ nước ngoài phương Tây luôn, tại vì cổ tay của họ khá to. Còn Việt Nam thì có lẽ chắc phù hợp với lại nam giới thôi. Tuy nhiên các bạn nữ cũng có thể xem thử ứng trên tay. Thì ai có cổ tay mà lớn hơn 15cm có thể phù hợp với lại mẫu đồng hồ này, bất kể nam nữ luôn. Tiếp theo, vì là đi kèm dây da nên mọi người phải chú ý rằng chúng ta hạn chế tiếp xúc nó với nước.
nếu mà bị lỡ ngâm nước hoặc là dính nước thì mọi người phải tháo dây ra và để cho dây nó khô để tránh bị sinh mùi hôi giòn hay là dễ gãy. Mặt khác á, thì nhờ có cái thời gian rửa cốt 80 giờ thì mọi người có thể không cần đeo nó quá nhiều thời gian, mình có thể lên dây thủ công nữa. Thì chỉ cần ví dụ như là ngày thứ bảy mọi người chịu khó lên cho nó 30-40 vòng thì nó có thể chạy được cái ngày thứ hai luôn, hiếm khi nào bị đứng máy như nhiều cái đồng hồ khác. Thì theo nếu nào nhất không lầm á, thì cái đồng hồ này mình đeo ít nhất là 8 tiếng mỗi ngày nó mới tự động lên góc độ, nếu không á thì mình phải lên dây thủ công cho nó. Thì mỗi ngày mình dặn 30-40 vòng là được. Tuy nhiên nếu bạn muốn là lên dây đầy đủ luôn, lên dây hoàn toàn 100% cốc của nó để chạy được đúng 80 giờ không cần đeo nữa, thì chúng ta dặn khoảng 80 vòng. Mọi người các bạn thôi không có sợ đứt dây cốc, tại vì Tiso đã trang bị cái cơ chế chống đứt cốc rồi. Tất nhiên thì chúng ta cũng đừng nên dặn quá nhiều quá lố thì nó cũng không tốt cho máy lắm. Cái khía cạnh cuối cùng là khả năng chống trầy xước. Là một sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu Tiso Thụy Sĩ, đương nhiên là đồng hồ sẽ được trang bị kính sapphire. Mọi người có thể không sợ trầy xước gì hết cho cả hai mặt số. Đây và đây. Thì vừa rồi thì Thảo đã giới thiệu với mọi người những cái đặc điểm và sự điều thú vị của đồng hồ này. Thì mọi người có thể đến Hải Triều, các showroom của Hải Triều để có thể chiêm ngưỡng trên tay nó. Bây giờ thì cái bài review này kết thúc rồi, mọi người hẹn mọi người trong cái những bài khác nha.